Tiêu Chấn, người huyện Ôn Châu, tỉnh Triết Giang. Thuở bé, một hôm ông nằm mộng, thấy một vị thần mặc áo giáp vàng nói với ông: "Này chú bé, tuổi thọ của con chỉ có 18 năm mà thôi." Khi thức giấc, Tiêu Chấn cảm thấy bàng hoàng, trong lòng đầy mối u sầu đau khổ. Thần phụ ông vốn là một vị quan thanh liêm, được thăng chức và đổi đến trấn nhậm tỉnh Tứ Xuyên. Lúc ấy ông nghĩ mình không còn sống được bao lâu nên không muốn theo cha. Nhưng thân phụ ông lại muốn ông theo hầu bên mình nên buộc lòng ông phải đi theo. Đến nhiệm sở được 2 ngày thì quan chủ tỉnh Tứ Xuyên thết tiệc đãi thân phụ ông. Ông cũng bị bắt buộc đến dự tiệc. Theo tục lệ của tỉnh Tứ Xuyên, hễ sau 3 tuần rượu ngon thức lạ thì nhà bếp sẽ dâng lên một bát canh rau. Phương pháp chế biến bát canh này rất là tàn nhẫn, thảm khốc. Người ta dùng lửa để hơ dưới vú của một con bò cái cho sữa vọt ra, đọng lại trong một cái bát làm bằng sắt, kết thành một món ăn hảo hạng. Ngẫu nhiên, Tiêu Chấn đi xuống nhà bếp, thấy con bò bị cột nơi cây cọc, liền hỏi người đầu bếp. Đầu bếp trình bày tường tận với ông vô cùng kinh ngạc, lập tức đi đến chỗ thân phụ, trình bày đầy đủ những gì đã trông thấy và thưa với phụ thân. Người ta vì ngon miệng khoái bụng mà đem lửa nung vào vú bò để sữa chảy ra, như thế con bò chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng. Xin phụ thân ra lệnh đình chỉ việc pha chế một thức ăn đầy tính chất vô nhân đạo như thế này. Thân phụ ông vốn là người nhân từ, liền ra lệnh miễn dâng thức ăn đặc biệt ấy. Nhờ thế, con bò cái liền được cứu thoát. Mấy hôm sau, Tiêu Chấn nằm mơ, thấy một vị thần mặc áo giáp vàng đến nói với ông: "Này cậu bé, con đã làm được một việc phúc đức nên không những không bị chết yểu mà còn được sống lâu, làm quan đến tể tướng. Hy vọng con sẽ thương yêu, bảo vệ mọi loài sinh linh nhiều hơn nữa." Quả nhiên về sau, Tiêu Chấn làm đến chức thừa tướng và thọ hơn 90 tuổi mới qua đời. Câu chuyện: dùng voi chở nước cứu đàn cá sắp chết vì trời hạn. Cách đây 2.000 năm, tại một miền đất nọ xứ Ấn Độ, bên cạnh dòng nước chảy bỗng xuất hiện một hồ nước. Trong hồ có hàng vạn con cá đang nhẫn nhơ đùa bơi một cách thích thú. Nào hay gặp lúc trời hạn, trải lâu ngày không một hột mưa rơi, nước trong hồ dần dần khô cạn. Những con cá nhẫn nhơ kia bị cái nắng thiêu đốt bức bách, có lẽ sẽ chết rụi trong hồ, không móng nào thoát khỏi. Một ngày kia, trời đang nắng chói chang, một vị trưởng giả ngẫu nhiên đến bên bờ hồ, trông thấy hồ nước khô cạn, thoát nhiên nảy sinh mối tự tâm. Lập tức ý kiến quốc vương tâu với nhà vua: "Tâu đại vương, hồ sắp khô, không bao lâu nữa đàn cá sẽ chết hết. Xin đại vương cho thần 20 thớt voi lớn để chở nước đổ vào hồ, hầu cứu sống đàn cá." Vị vua nước này trước đây đã quy y Tam Bảo, nên khi nghe lời thỉnh cầu của trưởng giả liền nói: "Thật khó gặp được người biết mở lòng từ bi như khanh, vậy khanh có thể đến chuồng voi, tùy ý dẫn voi đi chở nước để cứu sống đàn cá sắp lâm nguy." Lập tức, trưởng giả cùng với 2 người con đến chuồng voi, chọn lấy 20 thớt voi lớn, đồng thời đế bên quán rượu, mượn một số bình đựng rượu, rồi 3 cha con đưa đàn voi đến bên sông, dùng các bình chứa bốc đầy nước đổ vào hồ. Làm công việc đó trải qua nhiều ngày, hồ nước dần dần đầy lại như trước. Nghìn vạn con cá được thể vui mừng đùa giỡn, vẫy sóng, bơi lội thỏa thích. Trưởng giả đứng nhìn đàn cá vẫy vùng trong nước, trên mặt hồ lại nổi sóng lăn tăn, lòng cảm thấy hân hoan, bao nỗi u hoài, chất chứa trong lòng bỗng dưng tan hết. Đến lúc trời chiều, trưởng giả cùng 2 con đưa đàn voi trở về, trong lòng khởi lên bao nỗi hân hoan khôn tả. Câu chuyện cứu chim sẻ được vòng ngọc. Vào đời Hán, ở phía bắc núi Hoa Âm có một gia đình họ Dương chuyên về nông nghiệp, chỉ sinh một cậu con trai đặt tên là Dương Bảo. Cậu Bảo từ bé đã thông minh lanh lợi, mày thanh mắt sáng, đầu để 2 bím tóc, ai trông cũng thấy yêu mến. Dương Bảo tính tình nhân từ, vừa lúc 9 tuổi đã yêu thích thắng cảnh thiên nhiên,
thường lấy chốn núi rừng làm bầu bạn. Một ngày kia, chàng đi đến bên triền núi phía trước nhà, bỗng nghe tiếng kêu bị thương của một con chim sẻ. Ngoái đầu nhìn lên trên không, chợt thấy một chú diều hâu đang gấp một con sẻ vàng. Nhận thấy có người nên diều hâu kinh hãi, để rơi chim sẻ đang bị thương xuống đất. Trong lúc tính mạng sắp lâm nguy, chim sẻ còn bị một đàn kiến kéo đến bao vây. Dương Bảo liền vội chạy tới, nhặt lấy chim sẻ ôm vào lòng bàn tay. Đàn kiến lập tức bỏ chạy tứ tán. Bảo bèn mang chim sẻ về nhà, nuôi trong một cái lồng, thương yêu chăm sóc rất chu đáo. Tìm hoa vàng trịt vết thương cho chim, chờ đến khi vết thương lành hẳn mới đem thả vào rừng. Một hôm, vào lúc đêm gần tàn, Bảo bỗng mơ thấy một tiểu đồng mặc áo vàng hướng đến Bảo lạy tạ, cảm ơn cứu mạng, đồng thời dâng tặng 4 vòng bạch ngọc và nói: "Cảm tạ ân nhân, tôi vốn là sứ giả của Vương Mẫu, nhờ ơn người cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp ân sâu, kính tặng người 4 vòng bạch ngọc, cầu mong con cháu được vinh hiển, làm đến công khanh." Ban đầu, Bảo không dám nhận tặng vật của tiểu đồng, nhưng trước tấm lòng cực kỳ chân thành, buộc lòng Bảo phải nhận lấy ngọc ấy. Thoắt nhiên tỉnh giấc, nhớ lại giấc mộng vừa qua, Bảo lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm: "Thật là một giấc mộng ly kỳ, thật là một giấc mộng ly kỳ." Quả nhiên sau đó, con cháu của Dương Bảo liên tiếp 4 đời làm đến công khanh, vinh hiển tột cùng, đẹp hơn con vua. Lúc ấy, Đức Phật đang ở thành Vương Xá, nơi Tinh Xá Trúc Lâm. Bây giờ, có vị phu nhân vợ của vua Ba Tư Nặc thọ thai, sinh được một người con trai dung mạo xinh đẹp hơn người, cặp mắt sáng đẹp như mắt chim câu Na La. Nhân đó, vua đặt tên là Câu Na La. Vua hài lòng với dung nhan hoàng tử lắm, truyền cho trang sức bằng những loại trân bảo, y phục quý giá, sai người theo bảo vệ, đi hỏi khắp các nơi trong nước rằng thế gian này có đứa trẻ nào xinh đẹp hơn thế này nữa chăng? Bây giờ, có người khách thương đi buôn xa, nghe được lời ấy liền tâu lên rằng: "Xin đại vương đừng giận dữ, cũng đừng mắc tội nô tài này thì mới dám lời thật." Vua liền đáp: "Ông cứ nói ra đừng sợ, ta hứa không bắt tội." Người khách buôn ấy liền nói: "Ở chỗ thôn tôi ở, có một đứa trẻ tên là Tôn Đà Lị, dung mạo xinh đẹp thù thắng, so với hoàng tử đây vượt trội hơn nhiều. Hơn thế nữa, khi đứa trẻ ấy sinh ra, trong nhà tự nhiên hóa hiện một dòng suối mát, lại thêm các thứ trân bảo quý giá cũng đồng thời hiện đến." Vua nghe lấy làm lạ, liền sai sứ đến ngay nơi ấy, ban lệnh vua rằng: "Ta sẽ thân hành đến đó xem mặt đứa trẻ Tôn Đà Lị." Người trong thôn nghe lệnh vua như vậy, bàn với nhau rằng: "Vua muốn đến đây chỉ để xem mặt Tôn Đà Lị, sao bằng ta tự đưa trẻ đến cho vua xem." Nghĩ như vậy rồi, liền phục sức nghiêm trang cho Tôn Đà Lị, cho đeo vào các món trân châu anh lạc, rồi cùng nhau đưa đến chỗ vua. Vua nhìn thấy Tôn Đà Lị cũng nhận là xinh đẹp hơn nhiều, lấy làm quái lạ, khen là chưa từng có, liền đưa đứa trẻ ấy cùng đi đến chỗ Phật, ý muốn thưa hỏi nhân duyên được thân thể tốt đẹp của Tôn Đà Lị. Khi đến chỗ Phật, Tôn Đà Lị nhìn thấy Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu sáng quanh thân, oai nghi rực rỡ thù thắng vô cùng, liền sanh tâm hoan hỷ, chí thành lễ bái, rồi đứng sang một bên. Phật liền thuyết pháp tứ diệu đế cho nghe, tâm ý được khai mở, liền chứng quả Tu Đà Hoàng, lạy Phật cầu xin xuất gia. Phật nói: "Lành thay đó tỳ kheo." Tức thì râu tóc tự nhiên rụng sạch, áo cà sa hiện ra nơi thân, thành một vị tỳ kheo oai nghi đầy đủ, chuyên cần tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Vua Ba Tư Nặc thấy việc như vậy, liền thưa hỏi Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, chẳng hay Tôn Đà Lị đây trước đã tạo những nhân lành như thế nào mà nay sanh ra tự nhiên có suối nước trong xuất hiện trong nhà, lại thêm các thứ trân bảo quý giá đồng thời hiện đến, lại đến nay gặp Phật xuất gia đắc đạo?" Phật bảo vua Ba Tư Nặc với chư tỳ kheo: "Các ông hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Giữa hiền kiếp này, xứ Ba La Nại có Phật ra đời hiệu là Ca Diếp.
Khi ấy, có 18.000 vị tỳ kheo cùng vào chốn rừng sâu mà tu tập thiền định. Có vị trưởng giả tình cờ đi đường gặp được, sanh tâm hoan hỷ, liền quay trở về nhà chuẩn bị nấu nước thơm cho các vị tỳ kheo tắm gội, lại bày biện các món ăn ngon quý tinh sạch cùng các thứ phẩm vật hương hoa, rồi thỉnh chư tỳ kheo tăng đến thọ nhận cúng dường. Cúng dường các món ăn xong, lại còn dùng chậu nước quý bằng trân bảo mà dâng cho tăng chúng nữa. Nhờ công đức ấy, trải qua vô kiếp, chẳng đọa vào các nẻo dữ. Trong cõi trời người, thường được sanh ra cùng với suối nước mát và các thứ trân bảo quý giá. Phật lại dạy rằng, vị trưởng giả cúng dường chư tăng ngày trước, này chính là Tôn Đà Lị đó. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng, tin nhận. Giáo lý của Đạo Phật tuy rất sâu xa mầu nhiệm, nhưng cũng vô cùng thiết thực, gần gũi. Tuy nói tánh không, giải thoát, nhưng cũng không rời sự sống của muôn loài. Tuy nói hành thiền, quán tịnh, nhưng nhất cử nhất động cũng đều vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bậc chân tu giác ngộ từ xưa nay chưa từng nghĩ đến việc lìa khỏi chúng sinh phiền não để riêng mình được phần giải thoát. Chính Đức Phật Thích Ca cũng từng thị hiện trải qua biết bao khó nhọc, suốt 49 năm không một phút nghỉ ngơi để rộng truyền chánh pháp khắp nơi. Vì thế, đạo giải thoát không phải chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc mà luôn hiển hiện quanh ta. Ngày nào chúng ta chưa thấy được điều này, chưa vận dụng được những lời dạy của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta chưa thể thực sự hưởng được phần lợi ích vô biên của giáo pháp. Và cũng vì thế, việc nghe hiểu được giáo pháp là điều vô cùng quý báu, nhưng vẫn chưa thể nào so sánh được với giá trị của việc thực hành giáo pháp. Chỉ có thực hành giáo pháp mới mang lại sự an vui lợi lạc cho chính ta và mọi người quanh ta. Chỉ có thực hành giáo pháp mới giúp ta trực tiếp cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa và mầu nhiệm trong từng lời dạy của Đức Thế Tôn. Và chỉ có thực hành giáo pháp mới có thể giúp ta xa lìa những khổ đau của thế tục, ngày một tiến gần hơn đến cảnh giới an lạc giải thoát. Những ai có may mắn được tiếp xúc với giáo pháp, được đọc hiểu giáo pháp, nhưng nếu không tự mình thực hành thì cũng chẳng khác nào kẻ đếm tiền giúp cho người khác, trọn đời không có được chút giá trị quý báu nào cho chính mình. Trong vô số những pháp môn phương tiện mà Đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy, vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, mà sinh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý nhất. Như vậy, thử hỏi còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng? Chỉ một việc phóng sinh đơn giản, dễ làm mà có thể gieo được cái nhân lành thù thắng không gì so sánh được, đó là cứu vớt sinh mạng cho những chúng sinh sắp phải nhận lấy cái chết. Dù là xét theo lý lẽ thường tình của thế gian hay theo giáo pháp nhân quả của Phật dạy, cũng đều có thể thấy được là việc làm ấy đáng trân trọng biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ mang lại kết quả to lớn biết bao nhiêu. Mặc dù vậy, trong thực tế cũng có nhiều người không thấy được những ý nghĩa rất thiết thực của việc phóng sinh. Họ biện luận vòng vo, đưa ra lý này lẽ khác, luôn cho rằng việc phóng sinh thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Vì sao vậy? Điều không thể phủ nhận là thói quen giết hại của con người từ xưa đến nay đã quá nặng nề. Có khi giết để ăn thịt, có khi giết để lấy da, xương, lông, sừng và các bộ phận khác của thú vật mà sử dụng. Nhưng cũng lắm khi giết hại chỉ vì lòng hiếu sát, chỉ vì để mua vui giải trí trong chốc lát. Thà ngồi, những kẻ xem thường sinh mạng muôn loài như thế ngày nay thật nhiều không kể xiết, mà người thực hành phóng sinh chỉ lác đác như đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, mặc cho có những người tích cực phóng sinh mà số loài vật bị giết hại vẫn dường như không thấy giảm thiểu chút nào. Chính vì nhìn thấy thực trạng như vậy mà rất nhiều người đã nản lòng thối chí, cho rằng những nỗ lực phóng sinh chẳng qua cũng chỉ như giả tràng xe cát, nào có ích lợi gì. Nhưng cách suy nghĩ như thế thật là cạn cợt và vô lý. Cho dù kẻ giết hại nhiều, người phóng sinh ít, cũng không thể vì thế
mà chúng ta lại bỏ đi việc làm tốt đẹp của chính mình. Ví như sau một trận động đất, người chết nhiều như rơm rạ, mà người còn sống chẳng có bao nhiêu. Dù nỗ lực suốt ngày trời, chẳng qua cũng chỉ tìm cứu được một vài sinh mạng. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ đi công việc tìm kiếm cứu nạn. Hơn nữa, lại càng phải dốc sức đào bới, tìm kiếm tích cực hơn. May ra còn có thể kịp thời cứu sống được những nạn nhân khốn khổ đang bị đè trong đất đá. Cũng vậy, đồng loại của chúng ta càng ra sức giết hại thì ta càng phải tích cực hơn trong việc phóng sinh. Hầu có thể cứu chuộc được phần nào những tội lỗi nặng nề mà những kẻ si mê kia đang ngày đêm tạo tác. Mặt khác, cũng có không ít người mang nặng ý tưởng phân biệt giữa sự sống của con người với sự sống của loài vật. Họ cho rằng chỉ có con người mới thực sự có quyền được sống, còn loài vật sinh ra vốn chỉ để phục vụ đời sống con người. Dù có giết chết bao nhiêu con vật cũng chẳng có gì là tội lỗi. Thật ra, những lập luận như thế thường chỉ là tự dối gạt chính mình để bảo vệ cho việc làm sai trái của mình mà thôi. Vì hầu hết những người đưa ra lập luận như thế, nhưng khi nhìn thấy cảnh những con vật bị giết chết, bị hành hạ đau đớn, cũng đều không thể dưỡng dưng vô sự, mà đều có sự đồng tâm, thương xót tự trong sâu thẳm của lòng mình. Sở dĩ như thế là vì sự sống vốn không hề có phân biệt. Cho dù là những con vật nhỏ hay lớn, sống trên cạn hay dưới nước, cũng đều biểu lộ những phẩm tính hoàn toàn giống nhau đối với sự sống còn. Tất cả đều thực hiện ham sống sợ chết, đều biết sợ hãi, đau đớn, mừng vui, yêu thương, oán giận. Như thế thì dựa vào đâu để tự cho rằng chỉ có con người mới có quyền được sống? Hơn nữa, nếu như trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất loài người, liệu chúng ta có vui sống được hay chăng? Thật ra, muốn thấu hiểu mọi ý nghĩa sâu xa của việc phóng sinh cũng không phải là việc dễ dàng. Vì thế, các vị tổ sư từ xưa nay đã không có ích gì dành trọn cuộc đời để tuyên dương, giảng giải và khuyến khích mọi người cố gắng làm việc phóng sinh. Trong tập sách này, chúng tôi ghi lại những lời dạy của Pháp Sư Viên Nhân, một bậc cao tăng thạc đức, người đã hết lòng cổ suý cho việc phóng sinh. Sự giảng giải của Ngài tuy nhiều chỗ đơn sơ mà không kém phần sâu sắc, thể hiện rõ trí tuệ của một bậc cao tăng thực tu thực chứng. Hy vọng có thể qua đó mà giúp cho nhiều người hiểu sâu thêm về ý nghĩa và công đức của việc phóng sinh. Chúng tôi biên soạn sách này gồm hai phần, nhắm đến việc giảng dụ từ những ý nghĩa căn bản nhất cho đến sâu xa, thâm thúy nhất của việc phóng sinh. Vì thế, hy vọng là có thể phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của đông đảo độc giả, từ những người đã am hiểu phần nào cho đến cả những người sơ cơ chưa từng nghe biết đến. Về phần giảng, ngoài những lời dạy của lão Pháp Sư Viên Nhân, chúng tôi cũng dẫn thêm quan điểm, ý kiến cũng như lời dạy của nhiều vị tổ sư, các bậc danh tăng từ xưa nay, kể cả những vị đương đại. Trong phần này, phần lớn tư liệu là do chư tăng ở viện chuyên tu Đại Tòng Lâm cung cấp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của quý thầy. Về phần dụ, chúng tôi ghi lại những câu chuyện xưa nay minh họa cho ý nghĩa và kết quả của việc phóng sinh, chủ yếu là cho thấy việc thực hành phóng sinh được phước báo ra sao, cũng như việc giết hại sinh mạng phải chịu những quả báo như thế nào. Trong phần này, ngoài sự giúp đỡ của quý thầy ở viện chuyên tu, chúng tôi cũng nhận được tập sưu tầm của sư cô Linh Lạc do sư cô Linh Bửu chuyển đến, và đặc biệt là chuyện kể của Đại Đức Thích Nhuận Châu ở tỉnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy và quý sư cô trong việc thực hiện tập sách này. Qua những lời giảng giải và những câu chuyện có xưa có nay, hội đủ các yếu tố cổ kim, chúng tôi hy vọng có thể giúp cho tất cả mọi người đều thấy rõ được giá trị của việc cứu vật phóng sinh, cũng như sự nguy hại của việc giết hại sinh mạng, mà sớm có một sự chuyển hướng tốt đẹp trong đời sống. Tâm nguyện duy nhất của chúng tôi khi thực hiện tập sách này là mong sao có thể góp được một phần nhỏ bé trong việc khơi dậy lòng từ bi sẵn có nơi tất cả mọi người, khiến cho ai ai cũng thực hành việc giới sát phóng sinh, giúp cho loài vật sớm có được một cuộc sống an lành, không bị giết hại. Trong quá trình thực hiện, chắc chắn không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Kính mong các bậc tôn túc, trưởng thượng rộng lòng chỉ bảo và quý vị độc giả gần xa niệm tình tha thứ những người thực hiện. Phần 1.
công đức phóng sinh. Lời dẫn. Kinh Phạm Võng dạy rằng, người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh, thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình, vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra. Nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt, tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình, tất cả gió, lửa là bản thể của mình. Cho nên thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn. Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong kinh Phạm Võng đã sớm có lời ân cần khẩn thiết khuyên răn chúng ta: giới sát phóng sinh thì tiêu trừ nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được tâm từ bi. Đức Phật còn nói rõ rằng, chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta. Mỗi một chúng sinh đều là anh em, thân quyến, cha mẹ, con cái từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Nếu đem nhãn quan của mình mở rộng đến chân tướng vô hạn của không gian, thời gian, của vũ trụ, đối diện với thân quyến của mình lúc bị bắt, bị nhốt, bị giết, bị ăn thịt, vẫn không cố gắng tận tâm mà rụt rè do dự, không gấp rút mà giải cứu họ, thật chẳng bằng loài cầm thú. Tuy nhiên, chính như Đại sư Ấn Quang, tổ thứ 13 của Liên Tông có nói, việc giới sát phóng sinh tuy cạn cợt dễ thấy, mà cái lý của giới sát phóng sinh thì sâu mà khó hiểu, trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay. Chánh pháp suy di, ma đạo thịnh hành, tánh người ngu tối thấp hèn, chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, bị vô minh che lấp, không có trí tuệ để chọn lấy pháp môn thù thắng đơn giản dễ thực hành này, không có phước báo để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời tạo nên. Vì vậy nên đề xướng việc phóng sinh ngày nay thật là khó khăn, thường gặp phải sự cản trở phê phán rất nhiều. Thường thường vừa gặp phải sự phê bình thì có nhiều cư sĩ phóng sinh đã bất hẳn niềm tin, sinh lòng thối chuyển, tiếp đó thì bỏ đi cơ hội tiêu trừ nghiệp chướng. Khó làm mà làm được mới đáng quý. Trong thời mạt pháp hôm nay, có một vị không sợ bị chê cười, hủy báng, dị nghị, bất kể sự phê bình cản trở khó khăn đối với việc phóng sinh, vẫn cật lực đề xướng. Đó là Lão Pháp Sư Viên Nhân. Lão Pháp Sư đối với cư sĩ đến thỉnh pháp đều khuyến khích phải hết lòng niệm Phật, lấy giới làm thầy. Ngoài ra, đối với việc giới sát phóng sinh đặc biệt nhấn mạnh, chú trọng. Lão Pháp Sư thường hay khuyên răn chúng ta: phóng sinh tức là trả nợ, trả vô số nợ sát sinh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Người đời nay nhiều bệnh tật đau khổ đều là do thiếu món nợ sát sinh từ kiếp trước mà có. Trả nợ sát sinh chỉ có phương pháp hay nhất là phóng sinh, cứu mạng kẻ khác cũng như cứu mạng mình, tức là trả món nợ sát sinh trước kia đã thiếu. Lão Pháp Sư Viên Nhân dạy: nhân quả báo ứng như bóng theo hình, sát sinh tự có ác báo của sát sinh, phóng sinh tự có thiện báo của phóng sinh. Đừng nên để ý đến sự phê bình, quỷ báng của kẻ khác. Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác tạo ác nghiệp của chính họ. Mai sau quả báo hiện tiền, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai được. Với sự chỉ dạy của Lão Pháp Sư, những cư sĩ phóng sinh chẳng những tiêu trừ được túc nghiệp, mà trong quá trình phóng sinh lại càng nuôi dưỡng được tấm lòng từ bi, thể hội được chân lý. Vạn vật chúng sinh bình đẳng nhất như, đều có đầy đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Sự chuyển biến của loại tâm từ bi này chẳng phải hạng người chỉ biết phê phán, chỉ trích kia có thể lãnh hội được trong muôn một. Trong nghĩa cử cao đẹp của việc phóng sinh, bao nhiêu những chứng bệnh ung thư, ác tật đều tiêu mất trong vô hình. Bao nhiêu sự kiện cảm ứng nhiệm màu thật chứng, từ miệng các cư sĩ thường xuyên kể lại, bao nhiêu hình ảnh của loài vật cảm ơn thị hiện trước mắt. Quyển sách công đức phóng sinh này hy vọng có thể khiến cho càng nhiều người hiểu rõ được sự thù thắng của việc phóng sinh, từ đó mà tự mình cố gắng làm công việc từ bi phóng sinh. Cũng hy vọng khiến cho những người đối với việc phóng sinh có sự nghi ngờ và phê bình, qua sự giảng giải trong sách này có thể cải chính một số thiên kiến của chính mình, không cản trở kẻ khác phóng sinh nữa, lại tiến thêm một bước để bỏ ác làm lành,
rộng khuyên người đời phóng sinh. Qua lời dạy của lão pháp sư Duyên Nhân, mong sao người nghe có thể một truyền ra mười, mười truyền ra trăm ngàn, khiến cho người người đều khởi tâm từ bi, đều thực hiện việc phóng sinh, nhờ đó mà phát triển việc giới sát ăn chay, khiến cho mọi sự tàn bạo trong xã hội được tiêu trừ, tuần hoàn tăng trưởng, đất nước an lành, nhân dân thịnh vượng, vạn vật muôn loài trong trời đất đều được vui thú hồn nhiên, hưởng trọn tuổi đời. Chương 1. Phóng sinh là gì? Thế nào gọi là phóng sinh? Phóng sinh tức là nhìn thấy các loài chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng. Mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi, tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống. Luận Đại Trí Độ dạy rằng, trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Tại sao phải phóng sinh? Nói một cách đơn giản, phóng sinh tức là cứu chuộc mạng sống. Chúng ta đã tạo sát nghiệp nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không cũng không dung chứa hết. Chúng ta ngay trong kiếp này tạo nghiệp giết hại chúng sinh, quả thật đã không thể tính đếm được. Huống chi là đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Nên biết chân lý, có nợ phải trả, có tội phải báo. Xét lại tự thân mình đã tạo biết bao nhiêu nghiệp giết hại, chẳng tránh khỏi phải khủng hoảng, xấu hổ. Thật không đất dung chứa. Sao có thể không tự mình kịp thời sám hối, cố gắng phóng sinh, hầu mong đền trả nợ nần trong muôn một. Việc phóng sinh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình, nên khởi lòng bi mẫn phóng sinh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình. Được như vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng điên đảo nữa, sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại nữa, sẽ chẳng thiếu món nợ sát sinh nữa, nên chẳng phải luân hồi thọ báo nữa. Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổ Nguyện Công Đức dạy rằng, cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn. Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau. 1. Không có nạn đau binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát. 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật. 3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn. 4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thành, nối dõi không ngừng. 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện. 6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thành, gặp nhiều thuận lợi. 7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. 8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn sầu não. 9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn. 10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu tịnh độ thì được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện dạy rằng, chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật. Sau khi phóng sinh, tự mình có những thay đổi gì? Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng chân lý. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hàng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài. Các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm, khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian. Nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi, thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật quan hỷ, thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu. Trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tác Giới Sám Văn có dạy, Phật tử không được tự mình giết hại, dạy người giết hại, dùng phương tiện giết hại, tán thành việc giết hại, hoặc thấy người khác giết hại mà vui mừng tán thành. Tất cả các loài có sự sống, có sinh mạng đều không được giết hại. Bồ Tát phải luôn phát khởi, gìn giữ tâm từ bi, hiếu thuận,
dùng phương tiện mà cứu mạng, bảo vệ cho tất cả chúng sinh. Người thích sát sinh thì làm ngược với bốn tâm vô lượng, từ, bi, hỷ, xả. Như vậy là phạm vào tội ba la di của hàng Bồ Tát. Tại sao hiện nay có nhiều người phản đối và chỉ trích việc phóng sinh? Phóng sinh là phương pháp dễ dàng nhất để tiêu trừ nghiệp chướng, lại đơn giản dễ làm. Chỉ cần phát tâm tùy thời tùy chỗ, một người hay nhiều người, nhiều tiền hay ít tiền đều có thể phóng sinh. Chính vì phóng sinh thù thắng nhiệm màu như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chúng ta có biết bao nhiêu quan gia, trái chủ, tà ma, ngoại đạo đều không muốn chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp một cách đơn giản như vậy. Vì thế nên chúng dùng trăm phương nghìn kế để tăng trưởng vô minh, làm lẫn lộn sự thấy nghe, mê hoặc nhân tâm, cản trở người ta phóng sinh. Kinh Chánh Pháp Niệm có dạy: tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng. Công đức phóng sinh to lớn đến như thế. Hỏi: có thể nào nói rõ một cách đơn giản đạo lý của việc phóng sinh? Đáp: có những điểm rất dễ thấy, dễ biết như sau. Một, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mảy may không thay chạy. Gieo nhân gì thì gặt quả ấy, đó là chân lý ngàn đời không thay đổi. Phóng sinh tức là cứu sống sinh mạng, đã gieo nhân lành ắt phải được quả lành. Cản trở và phê phán việc phóng sinh tức là làm phương hại việc cứu sống sinh mạng, đã gieo nhân ác ắt phải gặp quả ác. Hai, muôn loài chúng sinh đều có sự sống, đều biết tránh nơi hung dữ, tìm chỗ an lành, đều biết tham sống sợ chết, đều có vui buồn yêu ghét. Người thực hiện việc phóng sinh thì loài vật đều âm thầm cảm ơn và luôn mong có dịp báo đáp. Muôn loài chúng sinh đều có đủ Phật tánh như chúng ta, nếu so sánh với nhau đều không hơn không khác. Chỉ vì ác nghiệp trước đây sâu nặng nên chúng phải sinh làm các loài xuất sinh. Ngày nào nghiệp chướng tiêu trừ, phát tâm tu tập thì cũng đều có thể chứng thành quả Phật. Vì thế ngày nay thực hiện việc phóng sinh, cứu được một mạng sống cũng giống như cứu được một vị Phật trong tương lai. 4. Muôn loài chúng sinh cùng với ta trong luân hồi từ vô thủy đến nay đều đã từng là anh em thân quyến. Vì thế ngày nay thực hiện việc phóng sinh cũng giống như cứu vớt người thân của mình. 5. Muôn loài chúng sinh cùng với ta trong luân hồi quá khứ đều đã từng là quan gia cừu địch. Vì thế ngày nay thực hiện việc phóng sinh là cơ hội có thể hóa giải oán thù, chấm dứt sự quan quan tương báo. Hỏi: nay dù chúng ta cố sức làm việc phóng sinh, nhưng còn biết bao người khác vẫn khăng khăng tìm cách bắt giết, như vậy thì có ý nghĩa gì? Đáp: người phóng sinh có công đức của việc phóng sinh, kẻ bắt giết có tội lỗi của việc bắt giết. Chúng ta là người tạo công đức của chính mình, người khác bắt giết gây ra tội lỗi của chính họ. Mọi việc trong thế gian đều tương đối tồn tại, có thiện tất có ác, có ngay thẳng tất có gian tà. Lẽ nào vì hành động tội lỗi của kẻ khác bắt giết mà chúng ta lại không làm thiện hạnh phóng sinh hay sao? Như bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân cũng không thể bảo đảm bệnh nhân sẽ mãi mãi mạnh khỏe, gặp khi mất mùa phát tâm cứu tế cũng không thể bảo đảm dân nghèo về sau mãi mãi chẳng đói thiếu. Mọi việc trong thế gian đều là như vậy, tại sao chỉ có một việc phóng sinh là đặc biệt nghi ngờ? Con người hiện nay đối với việc danh lợi cá nhân trước mắt thì lỗ mãn, nóng nảy, không chút dè dặt. Nhưng đối với việc làm thiện, phóng sinh thì lại vô cùng do dự, cố sức vạch lá tìm sâu để chỉ ra những chỗ không nên của việc phóng sinh, quả thật là điên đảo. Trong kinh Phật Diệt Đồ Hậu Quang Liệm Tán Tống có dạy rằng: nên giữ theo tâm từ, ban trải ân huệ đến muôn loài, xem thân mạng muôn loài chúng sinh như thân mạng của chính mình, mở rộng lòng từ bi, dùng thân mình mà giúp an ổn cho muôn loài, tức là mở con đường hạnh phúc cho chúng sinh, bảo hộ thân mạng muôn loài thấm nhuần đến cả cỏ cây, khiến cho muôn loài đều không phải giết tuyệt. Hỏi: rất nhiều người phê phán rằng bỏ tiền mua những con vật để thả ra nhưng cũng không cứu sống được chúng, như vậy thì phóng sinh nào có ý nghĩa gì? Đáp: cần nêu rõ mấy ý như sau. Thứ nhất, những con vật thả ra mà không sống được chỉ là một số ít. Tuyệt đại đa số những con vật phóng sinh đều được sống còn. Nếu ta không làm việc phóng sinh thì tất cả những con vật ấy đều bị giết hại.
Vậy không thể vì một số ít con vật bị chết mà hoàn toàn phủ nhận nghĩa cử cao đẹp của việc phóng sinh. Như vậy, há chẳng phải vì mắc nghẹn mà bỏ ăn sao? Như vậy thật vô lý. Thứ hai, trong những con vật thả ra, dù có bị chết thì ít nhất cũng được chết trong tự do, chết trong môi trường thiên nhiên quen thuộc, cũng còn tốt hơn bị cắt xẻo, bị chiên dầu, trải qua cực hình nước sôi, lửa đốt mà chết, đau khổ gấp trăm ngàn lần. Thứ ba, đối với những con vật khi phóng sinh thả ra được sống thì chúng ta vui mừng vì đã tạo cho chúng cơ hội sống còn. Đối với những con vật không may chết đi thì chúng ta nên thành tâm cầu nguyện sự tốt lành cho chúng. Bởi vì hôm nay, trong nhân duyên phóng sinh ngàn năm khó gặp này, ta đã vì những con vật ấy mà phát nguyện quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nên khi nghiệp ác trong kiếp này vừa dứt thì chúng vĩnh viễn chẳng còn rơi vào trong ba đường ác nữa. Hơn nữa, đã được nghe ta niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, tức là đã được gieo trồng hạt giống đạo pháp trong tăng, vĩnh viễn không bao giờ hư mất. Chỉ chờ khi hội đủ duyên lành sẽ phát khởi đại diệu dục. Kiếp sau kiếp báo đã hết, được sớm chuyển thế làm người, được niệm Phật tu hành, chứng thành Phật quả, còn có thể trở lại Ta Bà cứu độ vô số chúng sinh khổ nạn. Trong kinh Phật có dạy rằng, nếu không giết hại, làm việc phóng sinh thì được quả báo tuổi thọ dài lâu, giữ giới không giết hại thì giải trừ được mọi oán thù, nuôi dưỡng được tâm từ bi, làm nảy nở hạt giống Bồ đề. Chương 2: Công đức phóng sinh. Hỏi: Có thể nào giảng giải thêm về ý nghĩa sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh trong trường hợp những con vật thả ra bị chết? Đáp: Chúng ta có thể xem trong phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử thứ 16 trong kinh Kim Quang Minh. Tiền thân của Đức Phật có lần là con nhà trưởng giả, vì không nỡ nhẫn tâm thấy hàng vạn con cá đang dần dần bị chết khô trong dũng cạn, nên gấp rút dùng 20 con voi lớn chở nước đến đổ vào để cứu sống sinh mạng đàn cá. Là vì một vạn con cá ấy mà thuyết pháp niệm Phật. Trong ngày màng chung, số thi thể cá này tích tụ trên bờ ao, thần thức của chúng được giảng sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phước không cùng. Này xin trích dẫn nguyên văn trong kinh làm chứng. Bấy giờ cõi đất nơi ấy chấn động dữ dội, 10.000 con cá cùng chết đi trong một ngày, vừa chết rồi liền được sinh về cõi trời Đao Lợi. Sự thật, phước báo lớn lao của việc phóng sinh còn là ở chỗ thực hiện nghi thức phóng sinh, bao gồm việc quy y niệm Phật. Loài súc sinh trong lúc sắp chết thử hỏi có mấy con may mắn được quy y Phật Pháp Tăng, lại còn được các vị pháp sư và cư sĩ đều vì chúng mà niệm Phật cầu nguyện cho được siêu độ. Nhờ đó mà nghiệp báo mau dứt, sớm được ra khỏi ba đường ác, há chẳng phải phước duyên sâu dày lắm sao? Nhờ đó mà nghiệp báo súc sinh sớm dứt, được chuyển sinh kiếp người, biết niệm Phật tu hành, nhanh chóng được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, há chẳng phải là nhân duyên thù thắng hay sao? Cho nên cư sĩ khi phóng sinh phải luôn phát tâm từ bi mà cứu chuộc sinh mạng, thử đặt mình vào vị trí nguy kịch ấy, vì cứu lấy mạng sống đang nguy ngập mà làm việc phóng sinh. Nếu dạng nhất con vật ấy có chết đi thì chúng ta cũng không có gì phải hổ thẹn với lương tâm, đồng thời cũng đã dành cho chúng sự cầu nguyện chân thành vô hạn. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy rằng, tâm Phật chính là tâm đại từ bi, dùng tâm từ không dính mắc mà quá độ khắp cả chúng sinh. Hỏi: Muôn loài cầm thú có đến hàng ngàn hàng vạn, chúng ta phóng sinh làm sao thả cho hết được? Đáp: Đức lớn của trời đất là sự sống, đạo lớn của Như Lai là từ bi. Thuận theo đạo trời thì yêu thích sự sống mà chán ghét sự giết hại. Này ta cố gắng thực hiện việc phóng sinh, nuôi dưỡng tâm từ bi là hợp với lòng trời mà chư Phật lại hoan hỷ. Nếu như cứu được một mạng sống, công đức đã là vô lượng vô biên, huống chi là cứu được nhiều mạng sống. Đến như muôn vàn loài súc sinh, dù hết lòng cứu vớt cũng không hết, đó là do từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay cộng nghiệp tạo thành, chẳng phải trong một lúc có thể giết hết. Chúng ta chỉ cần đem hết khả năng mình, tùy duyên mà thực hiện việc phóng sinh. Không thể vì muôn loài súc sinh quá nhiều không giải cứu hết mà lại không ra tay cứu lấy những sinh mạng trong muôn một. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng, lòng đại từ đại bi gọi là tánh Phật. Lại cũng dạy rằng, lòng từ bi chính là Như Lai, Như Lai chính là lòng từ bi.
hỏi: "Tôi nghĩ thà đem số tiền làm việc phóng sinh để cứu tế cho những người nghèo khó đói thiếu, xem ra có hiệu quả thực tế hơn." Đáp: "Và cả cô độc bần cùng khổ nạn tuy thật đáng thương xót, nhưng mạng sống chưa đến nỗi phải mất đi trong chốc lát. Còn loài vật đang nguy ngập kia, nếu chẳng kịp cứu giúp phóng sinh thì tức khắc sẽ bị giết để nấu nướng, phải bỏ mạng trong miệng con người. Một bên là cảnh ngộ đáng thương nhưng vẫn còn giữ được tính mạng, một bên là chỉ mình treo chuông, mạng sống bị đe dọa. So ra bên nào gấp rút hơn đã có thể thấy ngay. Nên biết chúng sinh muôn loài, so với chúng ta thì tánh Phật cũng đồng nhất, không sai khác. Chỉ vì vô minh che lấp, nghiệp báo nặng nề mà phải trầm luân trong cảnh giới xuất sinh. Đối với tất cả chúng sinh, Đức Phật đều thương yêu như đứa con duy nhất. Cứu được một mạng sống tức là cứu được một người con Phật, nên chư Phật đều hoan hỷ. Lại nữa, cứu một chúng sinh cũng như cứu được một vị Phật tương lai, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Luận Trí Độ dạy rằng, trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Trong Kinh Phật cũng dạy rằng, tâm từ chính là nhân duyên đem đến mọi sự an lạc. Hỏi: "Nếu ai ai cũng làm việc phóng sinh mà không giết hại, các loài súc sinh sẽ sinh sản càng nhiều, tương lai thế giới này há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao?" Đáp: "Như các loài kiến, mối, côn trùng, loài người không ăn chúng nó, để mặc tình chúng tự nhiên sinh sản, nhưng thế giới ngày nay có phải là thế giới của loài kiến chăng? Hay là thế giới của loài mối, của côn trùng chăng? Thật ra, những loài vật mà ta phóng sinh, khi được tự do sinh sản, được nuôi dưỡng trong thế giới tự nhiên, thì tự chúng có sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện nay vẫn chưa được giải trừ. Nếu lại cứ một mực lo lắng rằng các loài súc sinh trên thế giới sẽ quá nhiều, như vậy có khác nào người nông dân chưa xuống ruộng gieo giống mà lại cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng không sử dụng hết? Lo lắng vô cớ như thế há chẳng phải là buồn cười lắm sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mãi mãi không sai chạy. Hiện nay trên thế giới sở dĩ cầm thú rất nhiều chính là vì trước kia những người giết cầm thú quá nhiều, nay phải hóa sinh làm cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử tử trở thành báo quán lẫn nhau, đời đời không dứt. Vì sự quan quan tương báo như thế cùng làm súc sinh, cho nên có thế giới cầm thú. Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết hại làm việc phóng sinh, thì quan nghiệp hận thù giữa súc sinh và con người sẽ dần dần tiêu mất, cầm thú súc sinh do đó dần dần giảm thiểu, cõi người cõi trời ngày càng thêm đông. Như nước Sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần, nước Thục chẳng ăn cua mà cua tự nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, chúng ta nên tự phản tỉnh xét soi. Kinh Đại Nhật có dạy rằng Phật pháp lấy tâm Bồ Đề làm chánh nhân, lấy lòng đại bi làm căn bản. Hỏi: "Khuyên những người làm nghề sát sinh thay đổi nghề nghiệp, đó là làm hại sinh kế của người ta. Như thế là thương loài súc sinh mà không thương người, có vẻ như không được hợp tình hợp lý chăng?" Đáp: "Xã hội có đủ các giới sĩ nông công thương, đủ các ngành nghề. Mỗi ngành nghề đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể nuôi sống gia đình. Lẽ nào cứ phải lấy việc sát sinh hại mạng để làm phương tiện mưu sinh cho mình hay sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng mãi mãi không sai lệch. Đã tạo nghiệp giết hại, ắt phải gặp quả báo vì giết hại. Ngày nay tuy có tạm thời được ăn sung mặc sướng, nhưng tương lai đến lúc thọ nhận quả báo e rằng chẳng có lúc được ngừng nghỉ, vả lại còn để quả lây đến con cháu đời sau. Quả là điều lợi chẳng bằng điều hại." Kinh Phạm Võng dạy rằng Bồ Tát nên sinh khởi tánh Phật, hiếu thuận từ bi, thường giúp đỡ cho hết thảy mọi người đều được an vui hạnh phúc. Hỏi: "Việc phóng sinh có hạn chế đối tượng hay không?" Đáp: "Không có hạn chế. Phàm là các loài chim bay trên trời như bồ câu, xe sẻ, các loài sống trong nước như tôm, cua, cá, ốc, các loài sống trên mặt đất như hươu, nai, dê, thỏ, các loài chui sâu trong đất như giun, trùng, kiến, mối, chỉ cần có mạng sống thì đều có thể phóng sinh được." Luận Đại Trí Độ dạy: "Tâm đại từ là ban vui cho tất cả chúng sinh,
tâm đại bi là cứu vớt khổ nạn cho tất cả chúng sinh. Hỏi: tại sao khi thực hiện việc phóng sinh thường có nghi thức thọ tam quy y và niệm Phật cho loài súc sinh? Đáp: chánh pháp ngàn năm khó gặp, chúng ta cùng với loài súc sinh ấy có nhân duyên nên phát tâm cứu được mạng sống cho chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy rất nên phát tâm đại từ bi vì chúng mà truyền thọ tam quy y để giúp chúng kết duyên lành với Phật pháp. Chúng sinh nào có duyên lành được quy y tam bảo Phật pháp tăng thì không còn phải đọa vào ba đường ác, nên có thể giúp cho những súc sinh ấy khi nghiệp báo dứt hết sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa. Ngoài ra, khi thực hành nghi thức như vậy, vị pháp sư cùng tất cả cư sĩ tham gia đều vì chúng mà trì niệm danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe sáu chữ hồng danh ấy, tức là đã gieo nhân lành vào tạng thức. Nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người, ắt sẽ gặp được Phật pháp, biết niệm Phật tu hành, được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu đường luân hồi. Đây mới chính là ý nghĩa sâu xa màu nhiệm nhất của việc phóng sinh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net. Chương 3. Những lời khai thị của lịch đại tổ sư. Đại sư Trí Giả. Đại sư Trí Giả được tôn xưng là Phật Thích Ca tái thế. Ngài sống vào giai đoạn các đời Trần, Tùy ở Trung Hoa. Đại sư nhìn thấy ngư dân ven biển ngày ngày bắt cá sát sinh, ngài khởi lòng từ bi, liền dùng tiền cúng dường mua được một nơi ven biển Thượng Hải làm ao phóng sinh. Là vì ngư dân giảng kinh nói pháp, nhóm ngư dân sau khi nghe pháp đều đổi ngành chuyển nghiệp, tôn trọng mạng sống, ham làm điều thiện, còn đem hộ lương 63 sở ở ven biển có từ 300-400 dặm làm ao phóng sinh. Đây là nơi phóng sinh đại quy mô sớm nhất từ trước đến nay trong lịch sử Trung Hoa. Vật mạng được cứu sống có đến hàng vạn ức. Tây Hồ hiện nay tức là ao phóng sinh mà năm xưa đại sư sáng lập. Đại sư Vĩnh Minh. Đại sư Vĩnh Minh tương truyền là Phật A Di Đà từ bi thị hiện vào thời ngũ đại ở Trung Hoa. Đại sư trước làm quan coi kho ở huyện Dương Hàn, thường muốn làm việc phóng sinh nên lấy tiền trong quốc khố để mua tôm, cá, chim mà phóng sinh. Đến khi truy cứu bị khép tội lấy trộm quốc khố phải xử tử hình, nhưng ngài trước sau mặt không đổi sắc. Quốc vương lấy làm lạ, gan hỏi nguyên do. Đại sư đáp rằng: tôi vì phóng sinh nên mới làm việc này, nay đã cứu được hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng, nhờ công đức này để giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì thế nên vui mừng chứ không hề lo sợ. Vua hiểu chuyện, tôn trọng đức hạnh của ngài, bèn ra lệnh xá tội. Từ đó ngài xuất gia làm tăng sĩ, trọn đời niệm Phật tu hành, đắc đạo chứng quả. Đời sau tôn xưng ngài là tổ thứ sáu của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu của Thiền Tông. Từ sau khi được ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở Hoàng Mai truyền tâm ấn, vì tránh sự bức hại của kẻ xấu nên đi về Thiều Châu ở phương Nam mà ẩn mình, giấu kín thân phận, cùng sống chung trong một đoàn thợ săn. Đoàn thợ săn giao cho ngài giữ lưới. Ngài lấy tâm từ bi làm hoài bão, gặp những con vật như sói, cọp, nai, thỏ bị xa lưới đều tìm cách để phóng sinh. Phóng sinh như vậy được 16 năm, vật mạng được cứu sống không thể tính đếm hết, lại còn cảm hóa được nhóm thợ săn đổi nghề hướng thiền. Sau này đại sư ở tại đạo tràng Tàu Khê làm hưng thạnh Thiền Tông, truyền khắp mọi nơi. Đại sư Hàng Sơn và đại sư Thập Đắc. Đại sư Hàng Sơn tương truyền là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thị hiện, còn đại sư Thập Đắc tương truyền là Bồ Tát Phổ Hiền thị hiện. Đại sư Hàng Sơn hỏi ngài Thập Đắc: phóng sinh có thể thành Phật được chăng? Đáp rằng: chư Phật vô tâm, duy chỉ lấy từ bi làm tâm. Người có thể cứu cái khổ của sinh mạng tức là thành tựu tâm nguyện của chư Phật, cho nên sinh một niệm từ bi cứu sống một sinh mạng tức là tâm nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày làm việc phóng sinh thì tâm từ bi cũng ngày ngày tăng trưởng, mãi mãi không ngừng, niệm niệm đều chảy vào biển lớn đại từ bi của Đức Quán Thế Âm. Khi ấy tâm ta tức là tâm Phật, sao lại chẳng thành Phật? Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sinh chẳng phải những điều lành nhỏ nhặt có thể so sánh được. Phàm là người đồng nguyện như ta nên rộng hành khuyến khích, khéo léo khiến cho mọi người đều biết trở về với tâm từ bi của chính mình
mà hóa độ chúng sinh. Thiền sư Chí Công. Vua Lương Võ Đế hỏi thiền sư Chí Công rằng: công đức phóng sinh như thế nào? Thiền sư đáp rằng: công đức phóng sinh không thể hạn lượng. Trong kinh dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có tánh Phật, chỉ vì mấy dòng nhân duyên nên khiến cho thăng trầm khác biệt, cho đến khi sinh tử luân hồi trở thành quyến thuộc với nhau, thay đầu đổi mặt chẳng nhìn ra nhau được nữa. Nếu phát được tâm hỷ xả, khởi niệm từ bi, người chuộc mạng phóng sinh thì đời này ít bệnh sống lâu, tương lai chứng được quả Bồ Đề. Thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn có kể rằng: tham tha nhất luyến, luyến hoàng tha, cổ thánh lưu ngôn chung bất nguyện, giới sát niệm Phật kim phóng sinh, quyết đáo Tây phương thường phẩm hội. Tạm dịch: miếng ăn miếng trả ắt chẳng sai, lời chư thánh xưa nào hư dối, giới sát niệm Phật thường phóng sinh, quyết về Tây phương bậc thượng phẩm. Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì sống vào triều đại nhà Minh, từ nhỏ ưa thích làm việc phóng sinh. Sau khi xuất gia, ngài xây dựng ao phóng sinh ở hai nơi là Trường Thọ và Thượng Phương. Ngài có trước tác một bài giới sát phóng sinh, khuyên dạy hết thảy người đời nên giới sát phóng sinh. Ngài cũng để lại cho hậu thế bức vẽ Liên Trì đại sư đồ giải. Tranh vẽ, văn chương của ngài đều đẹp đẽ phong phú, đều ân cần khẩn thiết, khuyên răn người đời chân lý nhân quả báo ứng, cùng với nhiều sự thực chứng, cảm ứng rõ ràng nghiệp ác của việc sát sinh và nghiệp lành của việc phóng sinh. Đời sau tôn ngài làm tổ thứ 8 của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Sau đây là những lời khuyên của ngài về việc giới sát phóng sinh. 1. Ngày sinh không được sát sinh. Cha mẹ đau đớn, sinh ra ta vất vả. Ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh, nên ăn chay, làm nhiều điều thiện, cầu cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ. Cớ sao lại quên nỗi vất vả của cha mẹ mà nỡ lòng sát hại sinh linh? 2. Sinh con không được sát sinh. Không có con ắt phải buồn lo, sinh được con thì rất vui. Sao không nghĩ xem, loài cầm thú cũng biết thương yêu con. Cớ sao mình sinh con ra lại khiến cho con của loài khác phải chết? Như vậy có thể yên tâm được sao? Than ôi, đứa trẻ vừa mới sinh ra đã không vì nó tích đức mà lại sát sinh, thế chẳng là mê muội lắm sao? 3. Cúng dỗ không được sát sinh. Khi cúng dỗ người đã khuất hoặc tảo mộ vào tiết xuân thu, đều nên cấm việc sát sinh để tạo phước đức. Trong tự nhiên sẵn có 8 loại thực phẩm quý để dâng cúng, đâu thể bới xương cốt với cửu tuyền lên mà ăn sao? Sát sinh để dâng cúng chính là đại bất hiếu. 4. Hôn lễ không được sát sinh. Việc cưới hỏi ở thế gian có đủ nghi lễ thì thành chồng vợ, nào có phụ thuộc vào việc sát sinh. Lập gia đình là đã bắt đầu nghĩ đến việc sinh con. Trước lúc sinh con mà làm việc giết hại quả là nghịch lý. Như vậy là ngày lễ tốt lành mà lại làm việc hung dữ giết hại, chẳng phải là mê muội lắm sao? 5. Đãi khách không được sát sinh. Ngày lành cảnh đẹp, chủ hiền đãi bàn rau gạo quả trà, không trở ngại chi đến cảnh trí nhà Phật, cớ sao là giết hại mạng sống? Cùng cực béo ngọt, vui ca say sưa với cốc chén, giết hại quan uổng bao mạng sống trên mâm ăn. Than ôi, người có tấm lòng nhìn thấy như vậy chẳng buồn lắm sao? 6. Cầu an không được sát sinh. Người đời có thói quen sát sinh để tế thần, mong thần phù hộ, không nghĩ rằng mình tế thần là muốn tránh cái chết, cầu sự sống. Nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong cho mạng mình sống lâu, quả thật là nghịch lý, tàn độc, hung ác. 7. Buôn bán sinh sống không được sát sinh. Phàm là con người, ai cũng phải vì cơm ăn, áo mặc, hoặc phải đi săn bắt, hoặc phải xuống nước bắt cá, mò tôm, hoặc phải giết trâu, bò, lợn, chó, cũng chỉ vì kế sinh nhai. Nhưng xét lại, những người không làm các nghề này cũng vẫn có cơm ăn, áo mặc, đâu vì thế mà phải chết đói, chết rét. Làm nghề sát sinh, ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại. Lấy việc giết hại mà được giàu có thì trăm người chẳng có lấy một. Ngược lại còn phải chịu ác báo trong nay mai, không có gì nguy hại hơn thế. Sao không cố gắng thay đổi nghề nghiệp, chọn những cách sinh nhai hiền lành, chẳng phải tốt hơn sao? Người Phật tử phải luôn tâm niệm 7 điều này để làm kim chỉ nam trong đời sống hàng ngày. Người giữ giới không sát sinh
được thiện thần bảo hộ, tai ách tiêu trừ, tuổi thọ dài lâu, con cháu hiếu thảo hiền lương, mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Nếu dốc hết sức làm việc phóng sinh, lại thêm chuyên tâm niệm Phật, không những tăng trưởng phước đức mà còn nhất định sẽ được tùy nguyện giảng sinh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, tiến lên địa vị không thối chuyển. Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích dạy rằng, giết hại sinh mạng tức là giết mất các đức Phật tương lai trong tự tâm mình. Phóng sinh tức là cứu sống các đức Phật tương lai trong tự tâm mình. Nếu cứu sống các đức Phật tương lai trong tự tâm, tức là phép tâm muội niệm Phật chân thật. Tu tập phép tâm muội niệm Phật này, tức là thường xuyên chuyển kinh Pháp Hoa đến trăm ngàn vạn ức bộ vậy. Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang được xem là vị đại sư đệ nhất của Tịnh Độ Tông kể từ năm Dân Quốc 1912 tới nay. Đời sau tôn xưng ngài là tổ đời thứ 13 của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Đại sư hết lòng đề xướng việc giới sát phóng sinh, không tiếc sức lực. Trong nhiều bài thuyết pháp, đại sư đều giảng rõ về xử lý của việc giới sát phóng sinh, khuyến khích đệ tử cố gắng giới sát phóng sinh. Này xin ghi lại vài câu pháp ngữ của đại sư về việc giới sát phóng sinh như sau. Người giới sát phóng sinh đời sau được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Dương, hưởng phước vô cùng. Nếu lại có tu Tịnh Độ thì được giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc, công đức ấy thật vô bờ bến. Phàm những ai muốn cho việc nhà được bình an, thân tâm an ổn, tráng kiện, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, chỉ cần khởi sự từ việc giới sát phóng sinh, ăn chay niệm Phật mà cầu thì đều được cả. Phật giáo truyền sang phương Đông chỉ rõ lẽ nhân quả báo ứng, khuyên người giới sát phóng sinh bỏ việc ăn thịt súc vật mà theo cách ăn chay. Đại sư Hoằng Nhất. Đại sư Hoằng Nhất là vị đại đức của Luật Tông trong thời cận đại, cũng đề xướng việc phóng sinh. Ngài dạy: xin hỏi quý vị có muốn trường thọ chăng, muốn lành bệnh chăng, muốn khỏi tai nạn chăng, muốn được con cái chăng? Nếu ai muốn thì nay đã có một phương pháp đơn giản dễ thực hành, tức là phóng sinh vậy. Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Hư Vân là bậc Thiền Tông đại đức, cũng dạy chúng ta giới sát phóng sinh, đoạn ác tu thiện. Ngày dài, đây là cơ hội buôn kiếp khó gặp, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, phải trong ngoài cùng tu. Tu tập bên trong tức là chỉ đơn độc tha một câu thoại đầu niệm Phật là ai, hoặc niệm một câu A Di Đà Phật, không khởi tham sân si các tạm niệm, khiến cho chân như pháp tánh được hiển bày. Tu tập bên ngoài tức là giữ giới sát sinh, đem 10 điều ác chuyển thành 10 điều thiện, cho nên suốt ngày rượu thịt buông lung, tạo thành tội nghiệp vô biên. Đại sư Diệu Thiện. Đại sư Diệu Thiện cũng được Phật tử tôn xưng là Đức Phật sống Kim Sơn. Việc phóng sinh là một trong các cảnh sinh hoạt thường ngày của ngài. Ngài đối với các loài cầm thú như chim, cá, rùa, ốc, cua đều có lòng thương yêu, đối xử bình đẳng. Bất cứ đi đến đâu, ngài cũng đều ưa thích làm việc phóng sinh. Ngài từng nói với những người đệ tử đang chịu khổ báo rằng: ta tuy có thể tạm thời làm cho bệnh khổ của ông giảm thiểu, nhưng nghiệp giết hại từ nhiều kiếp trước của ông vẫn chưa tiêu mất, e rằng sẽ có mối lo chết yểu. Có một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng hay nhất là làm việc phóng sinh và giới sát. Cho nên phóng sinh là công đức lớn nhất. Ông nếu tin được lời tôi, hãy mau mau tùy sức mà mua lấy vật mạng để phóng sinh thì có thể tăng phước tăng thọ. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới sát phóng sinh như sau: chúng sinh từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai ai cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có thể chia làm hai loại: một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng sinh, cắt sẹo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến cho người khác phải làm việc giết hại để phục vụ mình. Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái quả của nạn đao binh, chiến tranh. Có người cho rằng muốn cứu giãn nạn chiến tranh thì phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm đường. Lời nói như vậy không thể tin cậy được. Bởi vì nay phải chịu nạn đao binh, chẳng phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống đường xá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa cầu cống mà giải trừ thì là hai việc hoàn toàn khác nhau.
tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản nói với các vị. Trước tiên phải gia trì chú Đại Bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh. Miệng niệm bài sám hối như sau: chúng con xưa nay tạo ác nghiệp, đều do ba độc tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, nay đối trước Phật cầu sám hối. Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, là vì những xuất sinh ấy mà niệm tam quy y: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa xuất sinh. Tại sao đối với chúng sinh phải nói tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng. Nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Nếu được người thân thì có thể phát tâm bồ đề, tin sâu Phật Pháp sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng. Pháp sư Diên Nhân. Pháp sư Diên Nhân dạy rằng tật bệnh, ung thư, tai nạn sở dĩ có thể bất hạnh sinh ra là duyên nơi nghiệp giết hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chưa cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết chính là phóng sinh. Nhờ vào việc bỏ tiền bỏ sức để cứu mạng phóng sinh nên có thể đền trả vô số món nợ sát sinh trước kia mà chúng ta đã thiếu. Điều quý báu nhất của mọi chúng sinh đều là mạng sống. Giết hại chúng thì chúng oán hận nhất, oán cừu kết sâu nhất, cho nên nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, cứu sống được chúng thì chúng cảm kích nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất, cho nên nói công đức phóng sinh là đệ nhất. Những ai phê phán, quỷ bán việc phóng sinh hoặc cản trở nghi ngờ việc phóng sinh cần phải lưu ý. Vì cản trở người phóng sinh thì cũng giống như sát sinh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn sinh mạng không được giải cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là vô lượng vô biên, nhất định phải gấp rút sám hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình ở địa ngục nhất định không tránh khỏi. Chương 4. Giải trừ nghi vấn. Ý nghĩa phóng sinh tích cực hay tiêu cực? Hỏi. Mỗi lần chúng tôi phóng sinh thường phải đến tiệm bán chim để mua chim. Vì tiệm bán chim chỉ có mấy tiệm cố định nên mua lâu rồi thì chủ tiệm chim đều biết trước là chúng tôi sẽ đến mua chim để phóng sinh. Vì thế họ cố ý thu gom, tồn trữ, chuẩn bị rất nhiều chim chờ chúng tôi đến mua. Phóng sinh như vậy thì sớm đã bị người ta đoán biết, nên cũng như gián tiếp khuyến khích họ đi bắt chim về để bán cho chúng tôi thả. Như vậy thì việc phóng sinh vô tình lại tạo điều kiện giúp người khác tạo sát nghiệp. Vì thế rất nhiều người phê phán chúng tôi, chê cười chúng tôi là ngu si. Ngay cả trong lòng chúng tôi cũng có chỗ nghi hoặc, nên thật chẳng dám đi mua chim để phóng sinh nữa. Có thể giải thích mối nghi này như thế nào? Đáp: chúng ta thả chim, đến tìm bán chim, không đỡ nhìn thấy chúng bị bắt, bị giam, sắp bị giết, nên phát lòng từ bi, cứu lấy chúng nó, đem chúng nó đi phóng sinh. Đó là một công đức đơn thuần, chỉ trong một ngày thì có thể hoàn thành. Nhờ đó mà vô số chim có được cơ hội sống còn trong tự nhiên, khác nào như được tái sinh lần nữa. Chủ nhân tiệm chim biết được chúng ta sẽ mua chim phóng sinh, vì thế mà trước đó đã thu gom, tồn trữ, tìm khắp các nơi để mua, sỉ, mua lẻ, mang về một chỗ chờ đợi chúng ta đến mua. Như vậy thì lại càng phải cố gắng mua cho thật nhiều. Điều này có gì mà phải phân vân do dự? Chỉ cần khả năng cho phép, họ thu gom được càng nhiều chim thì ta càng nên mua chim để phóng sinh. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ việc này. Vì biết chúng ta phóng sinh nên chủ nhân tìm chim mới tìm mọi cách nghĩ ra một biện pháp để thu gom những con chim bị bắt được ở khắp nơi, toàn bộ đều mang về một chỗ để chờ chúng ta giải cứu phóng sinh. Tất cả những con chim khổ nạn kia được giải cứu ắt phải mừng đến rơi lệ. Tất cả thiên long hộ pháp đều phải hết lòng tán thán việc lành này. Chư Phật Bồ Tát đều hết lòng hoan hỷ khen ngợi. Tất cả quán thân trái chủ của chúng ta đều phải cúi đầu thất vọng. Ma dương tà chúng phải tức giận đến dựng mày trợn mắt. Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi: nếu như ngày nay chúng ta không phóng sinh nữa, không thả chim nữa, thì những thợ săn bắt chim kia sẽ thôi không bắt chim nữa chăng? Các tiệm bán chim kia sẽ đóng cửa không bán được nữa chăng? Câu trả lời chắc chắn là không.
chim vẫn bị người ta tung lưới ra bắt, tiệm bán chim vẫn mở cửa buôn bán như trước. Nhưng khi ấy, những con chim xinh đẹp, quý giá thì bị bán cho người ta nhốt vào lồng để thưởng vàng. Còn những con chim xấu xí, giá trị không cao, có thể bị bán cho người đem đi tìm, nướng, làm thành từng sâu chim, nướng rau bán bên lề đường. Lại có những con chim quá xấu xí, gầy ốm, không thể bán được, nhưng rủi ro sa vào lưới. Khi ấy thợ săn chỉ chọn một số chim có giá trị đem bán. Còn những con chim tội nghiệp ấy thì đưa tay bẻ cổ một cái, rồi quăng thây trong rừng núi hoang vắng. Vì thế, nếu như thật có tiệm bán chim chỉ chuyên bán chim để phóng sinh thì cũng chẳng sao cả. Cứ mặc tình chúng ta đến mua, mặc tình mang đi thả, phóng sinh là phóng sinh, phóng sinh tuyệt đối là một việc tốt đẹp. Tiệm bán chim để phóng sinh thì cũng chẳng khác nào một trại tập trung tù giam để chờ đợi đại ân xá. Những con chim kia hoặc là vui mừng, mừng vui vì có cơ hội gặp người thiện tâm phóng sinh, cứu mạng, hoặc là lo sợ rằng chúng ta đánh mất tâm niệm phóng sinh. Nếu chúng ta nhục tâm thối chí, nghe theo những kẻ năm lần bảy lượt đẩy đưa cản trở, thì chúng nó dù một mảy may cơ hội sống còn đều chẳng có. Một cuộc đối thoại phóng sinh hay phóng tử. Một thanh niên nhìn thấy bà cụ già đang thả cá phóng sinh. Chàng chú ý quan sát rồi đến gần bà cụ thắc mắc thưa hỏi. Chàng thanh niên: "Thưa cụ hãy xem kìa, số cá vừa thả ra đã chết đi rất nhiều, thi thể nổi lên mặt nước. Phóng sinh như vậy chắc hẳn phải gọi là phóng tử, như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?" Bà cụ: "Này cậu thanh niên, cậu hãy nhìn lại cho thật kỹ, lẽ nào không thấy được sao? Vẫn còn một số cá lớn sống trên mặt nước, vui mừng tung tăng bơi lội đó. Trong quá trình phóng sinh giải cứu vật mạng, khó lòng tránh khỏi có một phần nhỏ cá bị chết. Điều này không thể tránh được. Cũng như trong chiến tranh, quân nhân giải cứu đồng bào bị dây, trong quá trình giải cứu cũng có tránh khỏi có một vài người không may tử vong. Tuy nhiên cũng không phải vì thiểu số bị tử vong mà bỏ đi hành động giải cứu. Lại cũng như trong khi cấp cứu, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân đang lâm nguy, trong quá trình cấp cứu cũng khó tránh khỏi một số bệnh nhân không may tử vong, vẫn không thể vì thiểu số bệnh nhân tử vong mà bác sĩ bỏ đi hành động cứu chữa." Chàng thanh niên: "Thưa cụ, lời cụ thật có đạo lý. Nếu chúng ta không làm việc phóng sinh thì tất cả những con cá kia chỉ duy nhất có một đường chết mà thôi. Toàn bộ đều sẽ bị bán đi, bị giết chết, bị ăn thịt. Nhờ có chúng ta làm việc phóng sinh nên ít nhất những con cá kia vẫn còn một tia hy vọng, một cơ hội sống sót. Tối thiểu cũng có một phần cá được lấy lại tự do, được cơ hội sống còn. Còn những con cá không may chết đi thì ít nhất cũng tránh được cực hình cá xẻo, lửa đốt, nước sôi. Không có người phóng sinh thì những con vật bị bắt chỉ có duy nhất một con đường chết, vả lại còn phải chết một cách vô cùng thê thảm. Nhờ có người phóng sinh, ít nhất cũng có thể cho những con vật tội nghiệp kia một cơ hội sống sót. Vạn nhất chẳng may chết đi thì cũng được chết trong lòng tự nhiên, chết được toàn thây, giảm được sự đau khổ rất nhiều." Bà cụ: "Cậu thanh niên này xem ra cậu rất có căn lành, vừa nói qua thì cậu đã hiểu được ngay. Kỳ thật còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh là quy y Tam Bảo và niệm Phật. Chúng ta được biết quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sinh. Trong pháp hội phóng sinh, dưới sự chủ trì của pháp sư, những súc sinh trong nhân duyên ngàn năm khó gặp này sẽ được quy y Tam Bảo. Nhờ đó mà trải qua đời này, nghiệp báo súc sinh dứt hết thì có thể nhờ công đức quy y Tam Bảo mà thoát được ba đường ác. Lại có pháp sư và nhiều cư sĩ thiện tâm cùng chí thành vì súc sinh tụng niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ đó mà gieo vào tạng thức của súc sinh một hạt giống lành tròn đầy. Trong tương lai, hạt giống niệm Phật ấy sẽ đâm chồi thành thục, giúp súc sinh được sinh làm người, biết niệm Phật tu hành, giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, chứng đắc quả Phật. Đây mới là ý nghĩa tích cực nhất trong việc phóng sinh." Chàng thanh niên: "Thưa cụ, vô cùng cảm ơn những lời giải thích của cụ. Con hôm nay cuối cùng đã hiểu rõ được ý nghĩa chân chánh của việc phóng sinh. Kỳ thật, chết chỉ là một hình thức. Những con cá bị chết quả nhiên đáng thương. Nhưng ngày nay đã được quy y Tam Bảo, đã được nghe câu thánh hiệu bất khả tư nghị Nam Mô A Di Đà Phật, thì thọ mạng của súc sinh sớm được kết thúc, sớm được giải thoát, sớm được siêu sinh,
sau này sớm biết niệm Phật tu hành, giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xét như vậy thì những con cá bị chết kia cũng là có phước báo. Còn trước đây cứ mãi phê phán việc vật mạng phóng sinh bị chết, đây mới biết được chính mình là ngu si biết chừng nào. Bà cụ, cậu thanh niên này, tất cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi đều là khổ, gồm cả chúng ta trong đó. Chúng ta phóng sinh đương nhiên phải hy vọng toàn bộ súc sinh đều được sống, hết lòng hết dạ làm cho chúng được sống còn. Nhưng nếu vẫn không may có một số chết đi, chúng ta cũng phải thành tâm cầu nguyện cho chúng sớm được giải thoát, được chuyển sinh, sớm biết niệm Phật, được giảng sinh về thế giới Cực Lạc. Chúng ta tự mình cũng chán lìa cõi ta bà, cầu sinh Cực Lạc, hy vọng chính mình cũng sớm dứt nghiệp báo, được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chàng thanh niên: Thưa cụ, đúng vậy, kỳ thật cái chết cũng chẳng phải thực sự bất hạnh. Có cái chết nhẹ tờ lông hồng, có cái chết nặng như Thái Sơn. Sau khi chết được siêu sinh, được giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó mới là đại giải thoát chân chánh, mới là nơi quy trú tốt nhất của tất cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi. Từ nay trở đi, con nhất định cố gắng phóng sinh, lại còn rộng khuyên tất cả mọi người phóng sinh. Càng phải nói với mọi người rằng, ngày nay con được hiểu rõ giá trị và ý nghĩa chân chánh của việc phóng sinh. Cảm ơn cụ, cảm ơn cụ. Bà cụ: Cậu thanh niên này, cậu nhất định phải ghi nhớ, phóng sinh tức là cho súc sinh một cơ hội sống, một sự tự do, lại có được một cơ hội quy y Tam Bảo, một cơ hội được nghe niệm Phật. Dù thế nào cũng đừng vì những sự quỷ bán cản trở mà khiến cho vô số súc sinh đang thọ khổ nạn kia phải mất đi cơ hội sinh tồn. Chàng thanh niên: Thưa cụ, đúng vậy, phóng sinh cũng là dành cho chính chúng ta một cơ hội cứu thân chuộc mạng, đền trả nợ giết hại, một cơ hội rộng chứa phước điền, tiêu trừ nghiệp chướng. Chứ định không thể vì bất cứ sự cười chê nghị luận phê phán nào mà thối tâm nhục chí, bỏ lỡ đi cơ hội quý báu nhất để tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Chương 5: Bốn pháp bảo. 1. Sám hối. Khi chưa học Phật, thường cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng. Sống trong đời mỗi ngày đều mưu tính làm cách nào để cho mình được hơn người một bậc, làm cách nào để có được gia tài đồ sộ, làm cách nào để thân mình đeo đầy vàng bạc, làm cách nào để thanh danh vang xa. Suốt một ngày có 24 giờ, mỗi khi thức dậy đều đuổi theo tham sân si. Ngay cả trong giấc ngủ cũng bị ba món độc này trói buộc. Nhưng tự mình ngu si không giác ngộ, vẫn ở trong hầm phẫn mà chẳng tự biết, thật đáng xấu hổ đến cùng cực. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dạy rằng: Chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, mỗi một cử động, mỗi một ý nghĩ đều phạm vào tội lỗi. Sau khi học được pháp Phật mới bừng tỉnh ra, nhận thấy chính mình quả thật xấu hổ, độc ác. Toàn thân đều là những nghiệp sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, tội nghiệp sâu nặng. Trong sinh hoạt hàng ngày, nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm đều là xấu ác. Ngày ngày đối diện với tham sân si của mình mà chiến đấu, vẫn cứ thất bại, rồi lại chiến đấu. Từ đó mới thể hội được sâu sắc bốn chữ cụ phược phàm phu. Kẻ phàm phu đầy dẫy phiền não. Trong nhiều kiếp từ vô thủy đến nay đã tích lũy biết bao tập khí nghiệp chứng, sớm đã đem sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý buộc chặt vào đến nỗi không thoát ra được. Muốn thoát khỏi tập khí, tiêu trừ nghiệp chướng nào phải dễ dàng. Như hôm nay, ta chỉ có một con đường là sám hối. Kinh Kim Quang Minh, phẩm sám hối, phẩm thứ ba dạy rằng: Sở dĩ Kim Quang diệt trừ chư ác, thiên kiếp sở tác, cực trọng ác nghiệp, nhược năng chí tâm, nhất sám hối giả, như thị chúng tội, tất giai diệt tận, ngã kim dĩ thuyết, sám hối chi pháp, thì Kim Quang Minh thanh tịnh di diệu, tốc năng diệt trừ, nhất thiết nghiệp chướng. Tạm dịch: Chỗ gọi là kim quang diệt trừ các điều ác, cho dù trong ngàn kiếp tạo nghiệp ác nặng nề, nếu có thể một lần chí tâm cầu sám hối, thì những tội lỗi ấy hết thảy đều tiêu trừ. Ta này đã thuyết dạy pháp sám hối nhiệm màu, gọi là Kim Quang Minh, pháp thanh tịnh di diệu, có thể diệt trừ nhanh hết thảy mọi nghiệp chướng. Pháp sám hối Kim Quang Minh này
là pháp bảo vô giá. Chúng ta là phàm phu trong thời mạt pháp của cõi thế giới, có đủ năm sự xấu ác mà nghe được pháp môn này, chính là nhờ đã từng đối trước trong trăm ngàn vạn ức Đức Phật trồng các căn lành, nay mới có được phước báo này. Nguyện cho tất cả mọi người đều có thể thành tâm sám hối, phát lộ tội lỗi, cầu mong chư Phật Bồ Tát gia hộ sớm diệt trừ tội chướng sâu nặng, và nhờ vào công đức sám hối này mà hồi hướng cho khắp các chúng sinh hữu tình rộng lớn, cầu cho khắp nơi thảy đều thoát ly biển nghiệp, chúng sinh về cõi tịnh độ cực lạc. 2. Phóng sinh. Luận Đại Trí Độ dạy rằng, trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Vì đối với tất cả chúng sinh, điều quý báu nhất chính là mạng sống. Bị giết hại thì sinh ra oán thù sâu nặng nhất, được cứu sống thì cảm kích mang ơn. Pháp đầu tiên trong sáu pháp Ba La Mật là bố thí. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Mà chỗ đáng quý của việc phóng sinh là tự nó bao gồm đủ cả ba việc tài thí, pháp thí và vô úy thí. Vì gồm đủ ba cách bố thí nên công đức của việc phóng sinh là cao quý lớn lao nhất. Pháp sư Diên Nhân đã chỉ dạy cho chúng ta pháp bảo vô thượng thù thắng là việc phóng sinh. Mọi người càng nên trân quý, nỗ lực thực hành để chẳng phụ lòng pháp sư đã khổ tâm lao nhọc dạy dỗ chúng ta. 3. Ăn chay. Kinh Lăng Già dạy rằng, ăn thịt cùng với sát sinh đồng tội. Trong tất cả tội nghiệp, nghiệp giết hại là nặng nhất. Vì đã tạo nghiệp giết hại, ắt phải nhận chịu quả báo vì giết hại. Nhưng quả báo ứng là thảm khốc nặng nề nhất. Ngờ đâu, điều bất hạnh nhất của chúng ta là suốt đời mãi mê tạo nghiệp giết hại mà không tự biết. Bởi vì ăn thịt đồng tội với sát sinh, nên ăn thịt tức là sát sinh. Chúng ta ngày ngày ăn thịt tức là ngày ngày tạo nghiệp giết hại. Ba bữa ăn thịt tức là ba bữa dây nợ giết hại. Chúng ta vì ăn thịt chúng sinh mà kết thành mối oán thù sâu như biển lớn, vô lượng vô biên không thể tính đếm. Nên quả báo trong tương lai thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không dám nghĩ đến. Kinh Niết Bàn dạy rằng, người ăn thịt là đoạn mất hạt giống đại từ. Tâm Phật tức là tâm từ bi. Nếu chúng ta tu hành học Phật tức là học theo tâm đại từ bi của Phật. Học được một phần tâm từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu một phần. Học được 10 phần từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu 10 phần. Những người ăn thịt sớm đã đoạn mất hạt giống đại từ bi thì còn biết làm sao được. Tâm từ bi không được nuôi dưỡng, không nảy nở, không có tâm từ bi thì sớm đã lìa xa tâm Phật, nên tất cả việc tu hành đều chỉ còn là sự thất vọng buồn chán. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, người ăn thịt thì chỗ cầu công đức đều không thành tựu. Chúng ta muốn cầu cho thân thể khỏe mạnh, cuộc sống bình an, con cháu hiển đạt, sự nghiệp thuận lợi, muốn cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, đạo nghiệp thành tựu, liễu sinh thoát tử, giảng sinh Tây Phương. Nhưng nếu là người ăn thịt thì chỗ cầu tất cả công đức đều không thể thành tựu. Đây là lời dạy bảo từ kim khẩu Đức Phật. Nếu chúng ta không thể ăn chay, vẫn cứ ăn thịt, tạo sát nghiệp như cũ, thì tất cả tâm nguyện của chúng ta xem như vô phương thực hiện. Chính vì việc ăn chay quan trọng như vậy, nên Pháp sư Diên Nhân vẫn luôn giữ theo lời dạy của Đức Phật, một lần rồi hai lần rồi ba lần, nỗ lực không ngừng khuyên dạy mọi người phải cố gắng học Phật, nhất định phải mau mau ăn chay, mau mau dứt bỏ cái thói quen ăn thịt từ lâu ngày. Nếu có thể lập tức sửa đổi thành người ăn chay hoàn toàn là hay nhất. Nếu không có cách chi lập tức sửa đổi như vậy, thì vẫn phải luôn thôi thúc chính mình, đốc thúc chính mình, hướng hoàn toàn về mục tiêu bỏ thịt ăn chay mà thực hiện dần dần. Vì ăn một lần thịt là tạo một lần sát nghiệp, kết một lần oán thù. Ăn 10 lần thịt là tạo 10 lần sát nghiệp, kết 10 lần oán thù. Mỗi một lần ăn thịt là tạo ra sát nghiệp, là kết thành mối oán thù sâu đậm với chúng sinh. Tương lai nhân quả báo ứng vẫn phải chính mình đền trả. Tạo được vô biên công đức thì chính mình được hưởng, gây ra vô biên tội lỗi thì cũng chính mình nhận lãnh lấy. Mỗi một người học Phật đều phải nghiêm chỉnh trong việc này, dù thế nào cũng không thể xem thường. 4. Niệm Phật. Kinh Đại Tập dạy rằng, thời mạt pháp muôn ức người tu hành cũng ít có được một người đắc đạo. Chỉ có y theo pháp môn niệm Phật mà được độ thoát sinh tử. Đại sư Thiện Đạo dạy rằng,
Đức Như Lai sở dĩ xuất hiện trên thế gian này, mục đích duy nhất là giảng thuyết về bổ nguyện to lớn của Đức Phật A Di Đà. Chỉ một câu A Di Đà Phật là tinh hoa cao trỗi nhất của Đức Phật thuyết pháp trong 49 năm, là con đường tắt trong đường tắt, là diệu pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, nương nhờ sức Phật mà cắt ngang qua dòng trượt lưu sinh tử, siêu thoát luân hồi quả báo. Thời mạt pháp tu hành, nếu lìa khỏi pháp môn niệm Phật thì trong muôn ức người tìm không ra một người thành tựu. Niệm Phật có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên chỉ theo một môn này mà thâm nhập. Đời này kiếp này nên hết lòng niệm Phật, không xen tạp, không lòng này ý khác. Vì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tương đương như tụng hết ba tạng 12 phần giáo điển. Một câu A Di Đà Phật cũng tức là pháp thiện. Kinh Đại Tập dạy rằng nếu ai nhất tâm niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật thì gọi là pháp thiện vô thượng thâm diệu. Một câu A Di Đà Phật cũng tức là pháp mật. Sáu chữ hồng danh toàn y theo phạn văn, chưa phiên dịch một chữ nào, là câu chú chân thật nhất, đơn giản nhất. Thế nên một câu niệm Phật cũng vừa là pháp thiện, vừa là pháp mật, lại vừa có thể bao quát cả ba tạng 12 phần giáo điển. Trong kinh dạy rằng hàng Bồ Tát thập địa xưa nay vẫn chưa từng rời bỏ câu niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, mười phương chư Phật đều đến hộ niệm. Trên từ các vị Bồ Tát đẳng giác, dưới đến bao chúng sinh nhiều tội nghiệp, một niệm đó đều như nhau, chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thử nghĩ xem, chúng ta là phàm phu đầy giấy phiền não, có phước đức năng lực gì mà được phước báo cùng các vị đại Bồ Tát cùng tu một pháp môn? Các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều dạy chúng ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thù thắng như vậy, khó gặp như vậy, đời này kiếp này chúng ta càng phải nắm vững. Nếu không có thiện căn có nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta không thể được nghe, càng không thể tin nổi câu Phật hiệu này. Pháp sư Duyên Nhân đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà dung hội vào mọi việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ trong sinh hoạt hàng ngày. Nhất cử nhất động đều không lìa khỏi việc niệm Phật. Đối với Ngài thì chim hót, ếch kêu, mỗi tiếng đều là tiếng niệm A Di Đà. Ngài lấy thân giáo thị hiện mà chỉ dạy chúng ta một lòng niệm Phật. Chúng ta may mắn được gặp Pháp sư Duyên Nhân là bậc mẫu mực trong sự hành trì niệm Phật chân chánh, lại còn được thân cận thỉnh ích. Đây là một phước báo hết sức to lớn. Nguyện cho tất cả mọi người niệm Phật đều có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu giảng sinh, một đời thành tựu để chẳng cô phụ đại từ bi nguyện của Đức Di Đà. Cũng chẳng quên lời dạy dỗ với sự lao dọc và ân cần chỉ dạy của Pháp sư. Chương 6. Phóng sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi. Câu chuyện sau đây được ghi theo lời kể của bác sĩ Quách Huệ Chân. Bản thân vị bác sĩ này là một người tinh tấn tu tập, tính tâm sâu vững, về sau xuất gia trở thành pháp sư đạo chính. Tôi có một người bạn đồng học hiện là giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, cũng là một nhà khoa học về thực phẩm nổi tiếng trên thế giới. Khi anh còn đang học trung học, bỗng nhiên mắc phải một cơn bệnh nặng. Cha mẹ đưa đi bác sĩ khắp nơi, làm rất nhiều xét nghiệm cực khổ. Một hôm, tại Tổng Y viện Dinh Dân, kết quả xét nghiệm tìm thấy trong phim chụp X-quang, phần ngực của anh có một vết đen lạ. Nhưng lúc đó bác sĩ cũng chưa có kết quả chẩn đoán chính xác. Người bạn học này của tôi vì chịu rất nhiều đau khổ nên khởi tâm từ bi, rất cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lúc học lên đến bậc đại học, anh bắt đầu học Phật Pháp, lại còn phát tâm thọ trì năm giới. Sau khi thọ giới, anh càng chí thành tinh tấn. Vì kiên trì giữ giới mà từ bỏ học vị thạc sĩ. Sau đó, lúc đang học chương trình cao học ở Hoa Kỳ, bài vở và việc thực nghiệm rất bận rộn. Mỗi ngày anh phải thức đến 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Lâu ngày do học nhiều và làm việc quá sức lại thiếu ngủ, nghỉ cũng như ăn uống thất thường, nên dần dần anh thấy xuất hiện một số triệu chứng, môi trở nên trắng bệch. Khi anh sắp lấy được học vị thạc sĩ, lần cuối cùng phải làm một cuộc thí nghiệm đòi hỏi và giết rất nhiều chuột trong khi thực hiện. Anh vốn đã có bản tính từ bi, lại thêm tinh thần trì giới nên kiên quyết không làm việc sát sinh, quyết định từ bỏ học vị thạc sĩ sắp có được. Người nhà và bạn bè đều chê trách,
tại sao đã chịu cực khổ học hành ở Hoa Kỳ lâu như vậy mà cuối cùng lại bỏ đi? Biết bao người mong muốn có được học vị này, nay anh sắp có được sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn giết chuột lại từ bỏ một công trình khó nhọc lâu ngày như vậy hay sao? Lòng từ bi vượt thắng dục vọng công danh. Anh là một người rất ôn hòa nên không muốn biện luận phân trần gì cả, nhưng tâm từ bi và trí tuệ học Phật của anh đã vượt thắng lòng ham muốn công danh lợi lộc của thế gian. Do đó anh đổi ngành học để không còn phải sát sinh trong việc nghiên cứu. Anh lại phải khó nhọc rất lâu, nhưng cuối cùng cũng có được học vị thạc sĩ. Do tích lũy sự mệt nhọc lâu ngày thành bệnh, và anh mắc bệnh ung thư máu, anh đã trải qua đủ mọi cách xét nghiệm khổ sở. Anh cũng biết được tình trạng vô phương cứu chữa của mình nên từ chối nhập viện. Anh kiên trì ăn chay trường, kiên trì và chí tâm niệm Phật. Trong thời gian này, anh lại tiếp tục đeo đuổi học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin tại Hoa Kỳ. Ở trong tình trạng bệnh tật như anh, đối với người khác hắn đã không thể nào duy trì được ý chí và nghị lực, nhưng cuối cùng anh vẫn lấy được học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin. Trong khi theo đuổi việc học tập, cho dù bận rộn đến đâu, anh cũng không từ bỏ việc sớm tối tụng kinh niệm Phật. Nhờ sức Phật gia hộ cũng như nhờ sức công đức giữ giới không sát sinh, thành tâm niệm Phật khiến anh có thể duy trì được cuộc sống an lạc bình thường. Đây là một sự cảm ứng âm thầm không thể nghĩ bàn. Cuối cùng anh đã khỏi hẳn bệnh ung thư máu trước sự ngạc nhiên của giới y khoa. Phóng sinh là cứu lấy sinh mạng của chính mình. Qua câu chuyện của người bạn nói trên, tôi nhận ra rằng ai có tâm từ bi thì người đó có một phước báo đặc biệt. Phóng sinh chính là sự khai phóng, sinh khởi lòng từ bi. Anh thà từ bỏ học gì mà mọi người mong muốn để giữ lại mạng sống cho những con chuột thí nghiệm. Khi làm như vậy, anh vốn cũng không có chỗ mong công cầu, chỉ vì không đành lòng trước nỗi đau khổ của chúng sinh, lại tôn trọng giới luật của Đức Phật nên quyết không sát sinh. Anh đã ở vào tình trạng kiên quyết thà trì giới mà chết, nhưng kết quả ngược lại đã không chết mà cũng không phải khổ. Anh hiện nay còn có thể đi đến các nơi trên thế giới để diễn giảng học thuật, sắc mặt cũng hồng hào, bình thường trở lại. Tiền bạc, học vị đều không đổi được mạng sống. Khi mạng sống của chúng ta kết thúc, cho dù tiền bạc có nhiều bao nhiêu, học vị có cao bao nhiêu, cũng không cách nào mua lại được một phút sinh mạng. Sinh mạng đáng quý như vậy, cho dù là một con trùng nhỏ, chúng ta cũng không cách nào khiến nó đã chết rồi sống lại. Cho nên khi nó còn sống, phải biết trân quý, tôn trọng sự sống tự do, an ổn của nó. Lúc bình thường, chỉ cần dùng rất ít tiền bạc là có thể cứu giúp, tránh được sự sợ hãi của loài vật khi bị giết, có thể đem lại cho nó sự sống. Sao ta lại không chịu làm? Nếu chúng ta thử đặt mình vào tâm trạng phải đối diện với cái chết, hoặc bỗng nhiên mạng sống bị rơi vào trong tay kẻ khác, sắp bị giết hại, thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được tâm trạng khát vọng, mong mỏi được phóng sinh như thế nào. Không nỡ để chúng sinh khổ, không nỡ để thánh giáo suy, do nhân duyên như vậy phát khởi tâm đại bi. Tâm trạng của người sắp bị giết hại. Có một người họ Hứa làm việc ở trường trung học Đông Sơn. Một hôm, ông ở lại trong ký túc xá của nhà trường. Ban đêm, có một bọn trộm lẻn vào bắt ông trói lại và bịt kín mắt. Trong bóng tối, ông nghe bọn chúng bàn với nhau là phải giết chết ông, vì ông đã thấy mặt bọn chúng, e rằng sẽ gây bất lợi về sau. Bọn cướp tay cầm hung khí trói gô ông lại. Ông thuật việc đó như sau: tuy chỉ có 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà đối với tôi như cả một đêm dài dằng dặc, dài nhất trong cả cuộc đời tôi. Ông trải qua một tâm trạng cực kỳ kinh sợ, rối loạn, chẳng khác nào một con vật đang chờ đợi bị giết. May sao trong lúc hoảng hốt đó, ông chợt nhớ đến Đức Phật A Di Đà, nhớ đến thế giới cực lạc là nơi mình có thể sinh về. Do đó ông vội một lòng niệm Phật, cầu Phật để tiếp dẫn giảng sinh. Không ngờ ông niệm Phật hồi lâu thì bọn cướp cuối cùng đổi ý không giết ông, kéo nhau bỏ đi. Tâm trạng được sống sót sau khi đối diện với cái chết thật sung sướng làm sao. Ông họ Hứa này từ đó về sau hết sức đề xướng cổ động cho việc không sát sinh, làm việc phóng sinh. Bản thân ông đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng giảm một phần nghiệp giết hại là thêm một phần khí chất từ bi an lành, cũng như công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn.
có thể khích lệ người phát tâm từ bi là thay đổi nhân quả xấu ác cho cả hai bên. Lời kết. Thời mạt pháp suy di, yêu ma mê hoặc mọi người. Thường thường nghe nói việc giới sát phóng sinh là hành vi ngu si, chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, hy vọng mọi người có thể thâm thiết thể hội và suy nghĩ, Đức Phật lẽ nào có thể nói dối hay sao? Các vị tổ sư như Trí Giả, Vĩnh Minh, Liên Kỳ, Ấn Quang lẽ nào là ngu si cả hay sao? Hàng ngàn hàng vạn sự thực chứng cảm ứng về việc giới sát phóng sinh từ xưa nay vẫn còn rành rành, đó là giả tạo hay sao? Hy vọng chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc được tấm lòng của các bậc thánh nhân, hiểu rõ đạo lý sâu xa. Nguyện cho tất cả mọi người đều thấu hiểu sâu xa, nỗ lực đề xướng việc phóng sinh, nắm lấy cơ hội thân người khó được này để tuyên dương, vận động cho việc giới sát phóng sinh, mang lại sự sống yên vui cho muôn ngàn sinh mạng. Đó mới thật là một việc làm vô cùng vĩ đại, xưa nay hiếm có. Mấy lời tâm quyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật, hoặc phát hành kinh sách, băng đĩa Phật pháp, biếu tặng cho mọi người, giúp cho họ được sớm hiểu đạo lý, thay đổi nếp sống tốt đẹp hơn. Được như thế là hạnh phúc không gì bằng. Đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, thì có thể thỉnh một số kinh sách, băng, đĩa, rồi chịu khó đem đến từng nhà cho mọi người mượn xem, hoặc đọc cho người khác nghe, nhất là cho những người không biết chữ. Việc làm này thật quý giá vô biên. Đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất. Đời người trôi qua trong thoáng chốc, đường lợi danh dù rạng rỡ đến đâu cũng không giúp được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ mỗi một việc tu tập theo chánh pháp mới có thể giúp chúng ta được an vui trong hiện tại, thanh thản lúc qua đời. Vì thế, tích lũy vật chất của cải nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa bằng việc trọng truyền chánh pháp, giúp cho mọi người đều được phần lợi ích. Đó là việc làm thiêng liêng và cao cả nhất mà tất cả chúng ta đều nên góp sức. Việc truyền bá chánh pháp luôn cần đến sự chung lưng góp sức của tất cả chúng ta. Khi làm việc hoằng pháp cũng không nên mong cầu công đức. Hãy nghĩ nhiều đến những người quanh ta đang lầm đường lạc lối, đắm chìm trong tội lỗi không lối thoát. Hãy mau giúp đỡ, cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân lý, tìm ra lẽ sống an vui. Được như thế là chính ta đã làm lợi ích cho Phật pháp rồi vậy. Bất cứ ai trong chúng ta nếu có điều kiện đều nên phát tâm góp sức vào việc phát hành kinh sách, san băng, đĩa cho mọi người xem. Được vậy, cuộc sống hiện thời chắc chắn được an vui, mà con đường tương lai cũng sẽ ngày thêm tươi sáng. Biếu tặng cho người thân một số tiền nhỏ thì lòng ta không vui, nhưng không đủ sức biếu tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là biếu tặng các loại kinh sách, băng đĩa, giảng truyền Phật pháp, hướng dẫn việc tu tập để xây dựng đời sống thanh cao. Thì dù chỉ một quyển sách, một cuốn băng, giá chỉ mấy ngàn, nhưng quý giá hơn cả tiền trăm bạc triệu. Mấy lời tâm quyết, mong các vị thiền hữu cùng suy xét.